Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel mình. Thì khá là lâu rồi anh em mình không tụ họp lại ăn uống gì đó. Thì ngày hôm nay thì mình chỗ tài một món, đó là món gì mày? Thì gà là cái món gì? Gà gì? Thì gà là cái món gà nào vậy? Thì gà. Thì trời nó cũng hơi tối, với lại xung quanh nó hơi ồn ào nên các bạn thông cảm nha. Mới tắm xong trời lạnh quá, chỗ mình nó rất là lạnh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi. Mày đưa ớt gì, ớt cái gì vô mày? Được rồi. Dở kìa, thôi đi, tao đi chuẩn bị gà trước nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị gà và nướng nha. Con gà của mình đây nha các bạn. Ôi, rồi nó đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thôi cái này để mình nhìn nó hấp dẫn không. Đây, mình sẽ lấy một cái chén để mình khoan gia vị đó nha. Ăn hết chứ, muối ớt rồi đâu. Ớt thôi, này là ớt thôi, ớt quen. Ăn cay được không? Được. Thôi hết luôn đi. Thì có cái này nè, đây là cái trái này ăn không? Mọi người biết đây là quả gì không nè? Đây là quả muối rừng nha mọi người. Quả gì? Muối rừng. Đó là quả muối rừng. Mình gõ trên Google nó sẽ ra là quả muối rừng. Hồi nãy xong quên chứ, hồi nãy ăn vậy nó còn lạc lắm á. Ướp vậy nó chưa có mặn đâu. Bây mình sẽ ướp cái này trong 30 phút. Mày làm muối ớt không? Làm chưa? Chưa làm ướt là trong 5 phút thôi. Có lá chanh không? Đi trộm hàng xuống. Đó, đi 2 lá chanh trộm hàng xong nè. Ô, gia vị nó thấm. Gia vị thấm chưa mày? Tí nữa, đợi tí nữa. Ủa, tí nữa. Sao rất là đói bụng luôn á. Bây giờ ta sẽ nướng gà nha. Ướp một tí nữa đó. 30 phút nữa. Tao mang ra, tao mang ra. Tao ướp thịt tao ăn. À mà lửa cho mày. Làm lửa nhanh quá. Mỗi đứa nó phân công ra hết rồi. Mình chỉ có việc là nướng gà thôi các bạn ơi. Thằng Tuấn thì nó đi chuẩn bị nước. Để xíu mình ăn rồi mình uống. Còn mình thì chuẩn bị nướng gà. Ui. Mình nướng gà các bạn biết rồi, mình nướng là rất là đặc biệt luôn. Nướng là một là cháy, hai là không. Hai là không có chín thôi. Theo kinh nghiệm của mình thì nướng gà thì phải nướng cho nó đặc biệt lên chứ. Nước mà không, đứa nào ăn được á, mình ăn xong mình lời lên. Ui, khói quá. Ram thì mới đi mua hủ tiếu về. Ăn tối mình nói chung là ngày hôm nay là giống như là bọn mình xá stress một bữa. Cho nó ngon lành đó các bạn. Lâu lâu xả stress như này vui lắm mọi người. Hôm nay là thời tiết hôm nay ủng hộ. Mấy ngày qua là bão suốt nhỉ. Mấy ngày qua là bọn mình không đi quay được. Với lại nhiều đứa nó bận nữa. Hôm nay có cái gì ở đây là mình làm luôn một cái vlog cho nó thật là ngon lành luôn nha các bạn. Đây trở được mấy lần rồi đấy. Thịt này trở được mấy lần rồi. Biết mấy lần nhưng mà nó khói quá. Bỏ bàn dưới đi. Nước bỏ dưới đi. Dế còn không? Dế không? Ừ. Chùi, thật chiên ngang quá. Mày cảm nhận nãy giờ tay thấy tay nướng thế nào? Tôi thấy nướng nó mình. Như này đẹp hơn. Thấy chưa? Nam thấy chưa? Thích thì ra không nhưng mà ra gió lắm. Rồi trong quán là được rồi. đây là okay, quán mày đi làm muối ớt của mày đi kìa. Đây là quán hả? Đi làm muối ớt của mày. Ô chà nó khoái, tao đứng lên khoái quá tê. Trời ơi, nãy tao kêu làm muối ớt thì không có chịu đâu. À, muối ớt tươi nha. Ớt tươi nha. Đó giờ bắt đầu đi kiếm ớt nè. Mà có giờ bắt đầu đi kiếm ớt không có nè. Hả? Hồi nãy tao kêu lấy cái ớt không chịu đâu. Dưới vườn kia có ớt mà. Đó giờ người ta nói này lười có nhỉ. Chân gà con cơ mất còn sống. Đây rồi, ok. Cái này mà có ít màu ướp nữa. Ít dầu điều á. Dầu điều á. Các bạn cà ri có màu không ta? Cà ri có màu, ướp dầu điều á nó cũng thơm quá các bạn. Chà quay ngập hết cả người mình luôn mọi người. Các bạn ướp dầu điều là nó cũng thơm lắm. Ủa sao trên này nó còn sống vậy? Thôi mày im đi. Chứ mày nói hồi tao là tao không biết sống gì là chết. Quá thơm. Nó thơm có mùi khói không à?
một trái cà của tao đâu. Ủa, trái kia nó nước ra lửa kìa. Lửa ra khói. Cánh gà là một cái món rất ăn rất ngon. Nãy không câu còn ra. Mày ăn tối nay không câu vậy mày. Ai cần mình cũng khói đi. Ai thích câu như mình không? Ngon quá ha. Ui, trời ơi, cái da nó giòn. Thử một miếng không? Thử miếng không? Nướng trái gì? Ngon không? Mình thử miếng nào đi. Da nó giòn quá. Khô luôn á. Ngon không? Lằn xương khói. Muối đâu? Cái chén muối đâu? Ngon đấy. Cái muối hả? Muối ớt hả? Nặng chanh vô chưa vậy? Có ngoài kia kìa. Có ngoài kia, chỗ tô thiếu. Một miếng à? Một miếng là say đắm luôn rồi. Hai miếng là đắm say luôn. Chết ba miếng chết luôn. Ba miếng là nó vô lò luôn á. Nướng ra. Từ thể chở để nó khô. Ôi cái đùi gà kìa. Sao mày nướng hai một phát đùi hai đùi gà? Ngon quá. Trời ơi cái đùi gà nó ngon kinh khủng luôn. Tao ăn mà cảm nhận thấy tụi bay ăn ngon lắm luôn á. Đã quá. Bên kia nhạc nó hơi ồn nên các bạn thông cảm một xíu nha. Oh. Tại nó lạnh quá mình mới mặc như vậy thôi á. Hôm nay trời lạnh mà ngoài kia trời sấy ấm rồi. Rồi. Ngon quá. Mỗi ăn vậy được rồi. Đừng khoe nữa. Ngon lắm Ràm ơi. Đừng khoe nữa. Nè. Đây. Bỏ đi. Làm nó thèm lắm. Cái mới cơ mà. Ok, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu ăn tối nha các bạn. Một cút. Bỏ ra bếp luôn nha mọi người ơi. Giờ bỏ ra bếp chưa luôn. Ui trời khói đã quá. Giống như là mình ăn lẩu luôn nha. Cái này được gọi là hủ tiếu. Nhưng mà nhúng nó xuống đây. Nhúng nó xuống đây nữa. Chắc xíu là nó co lại là một tí là nó hết rồi. Ok. Bỏ sang bên. Ngon đấy. Đây hủ tiếu. Có bún nữa.
cho cái đôi đũa ấy thôi. Đôi đũa sạch. Rồi, còn thiếu đôi đũa đúng không? Đúng rồi. Đôi đũa nước. Ra ăn cơm nhà rồi nha các bạn. Hôm nay ra mình nhìn nha. Ok, mình nếm thưởng thức gà thôi. Trời ơi, mùa lạnh thế này ăn cho từng ớt. Giống như Nhật Bản đấy, đi ăn chỗ Nhật Bản luôn. Ừ, có từng ớt này, thưởng thức những ớt vô đó. Trời ơi, nó đã màu mè không nhỉ? Cay một tí. Màu mè nó đã như kìa. Ủa, thôi thổi rồi nè, nó nóng đâu mà thổi. Giờ hấp vô. Trời ơi, ăn lẹ đi, rồi ăn thịt gà nữa. Quá hấp dẫn luôn. Cái nước là quá ok rồi. Ngon tuyệt vời luôn. Còn gì bằng. Cái này phải bò mà cái này là chả. Cái gì chả? Bò. Bò viên chiên. Bò viên chiên à. Bò viên. Bò viên, bò viên à. Mình thôi hay ăn hủ tiếu bò viên. Ăn hủ tiếu lòng thôi. Lâu rồi. Đây này cho mày cái đùi này. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức gà nướng của mày. Ui, dầu nó chảy. Đùi nó còn dầu luôn. Đây, quẹo một chút nha. Trời ơi, vầy sống sao nổi các bạn. Sống không nổi luôn. Nó lạ lạ nha. Không, gà này chấm với ớt á, nó ngon. Để mình chấm thêm nữa. Một miếng nữa thôi. Gió tắt nha, thổi lửa nồi nha. Đưa chấm ớt rồi. Thà quá lét không gì. Tổng hơi bướng. Cái mâm mini thôi. Hả? Đủ 3 thằng được rồi. Cái này mâm mini mà. Mâm mini thôi. Nói chung là mình thưởng thức thôi. Nói chung là ăn chấm muối ngon hơn. Nó hợp hơn nha các bạn. Ai, nhìn. Trời ơi. Các bạn không biết là một thằng rất là thèm nha mọi người. Trời ơi. Quay được, nhất thành sống sao nổi này nha các bạn. Thôi thôi mình tạm dừng clip đây. Tạm dừng clip thằng này nha mọi người. Thôi cúp cúp đi, cúp ăn đi. Thèm quá giờ ăn cơm thèm ăn nữa mày ạ. À. Ăn cơm rồi giờ thèm ăn cả nữa. Rất là hấp dẫn luôn. Thèm quá. Được rồi rồi. Trời ơi. Bây giờ mình thưởng thức gà toạch nước. Không cho thưởng thức luôn. Cho miếng đùi gà đi. Cho miếng đi, cho miếng đi. Cho luôn, không cho. Cho miếng đi mà. Đấy, lên con. Rất ngon nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì sau một thời gian thì cũng thưởng thức rồi. Bây giờ để cho Ram và mấy bạn thưởng thức luôn. Nói chung là mình xin dừng clip ở đây để cho mọi người ăn cho nó tự nhiên nha các bạn. Thì ok, nói chung là hy vọng các bạn đã thích video clip này. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy cho mình một nút like và một nút subscribe luôn. Thưởng thức đi. Trời ơi, thưởng thức cho có đứa thèm chưa? Wow, sống xong nổi. Sống xong nổi Ram ơi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.